Vân Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình của VNTV buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay Vân Anh xin mời quý vị gặp gỡ một khuôn mặt rất là quen thuộc trong các sinh hoạt văn nghệ tại miền Nam California cũng như là tại San Diego của chúng ta. Đó là nhạc sĩ Ngô Thanh Nam. Chào anh Nam. Dạ, chào Vân Anh, chào khán giả của đài VNTV. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay đặc biệt hơn nữa là bên cạnh nhạc sĩ Ngô Thanh Nam, chúng ta thấy phu nhân của nhạc sĩ Ngô Thanh Nam, vợ của anh Ngô Thanh Nam, đó là chị Mỹ Khanh. Chào Mỹ Khanh. Chào Vân Anh và chào khán giả của VNTV. Thưa quý vị, ngày hôm nay Vân Anh mời quý vị gặp gỡ với nhạc sĩ Ngô Thanh Nam cũng như là chị Mỹ Khanh để gửi đến quý vị một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Ngô Thanh Nam. Và trước khi mà đi vào chi tiết cái nhạc phẩm này thì Vân Anh muốn hỏi anh Nam là người theo dõi rất là gần gũi với tình hình đất nước của chúng ta hiện nay. Theo anh Nam thì với cái tình hình nóng bỏng tại đất nước của chúng ta hiện nay thì anh Nam nghĩ sao? Yeah. Thì như tất cả mọi người đều biết, thời gian qua hơn một tháng nay là ở Việt Nam những cái hiện tượng cá chết ở miền Trung, rồi biểu tình, rồi những cái hiện tượng khi mà nhà cầm quyền cộng sản họ đàn áp, nhưng mà chứng tỏ một điều là họ sợ hãi. Ngày xưa là họ làm mọi cách để cho người dân sợ hãi, nhưng mà bây giờ mình thấy cái xu thế của hiện tại là chính quyền cộng sản họ đang sợ hãi. Đó là lý do mà họ tìm mọi cách để mà họ bưng bít thông tin, họ không muốn cho mọi người biết tại sao cá chết, cũng như là họ đàn áp thẳng tay những người nào mà lên tiếng phản đối. Cái sự đàn áp phản tay của họ là chỉ là show lên cái lòng sợ hãi của họ đối với lại cái phong trào muốn vươn lên của đồng bào mình ở Việt Nam. Yeah. Vâng, thưa quý vị, giống như chúng ta cũng biết là trong những ngày tháng vừa qua, người Việt của chúng ta khắp nơi ở trong nước cũng như ngoài nước ha Mỹ Khanh ha, thì bắt đầu bằng cái việc là nguồn nước biển của chúng ta đã bị nhiễm độc và hàng loạt cá đã chết, và cái điều này đã đưa đến cái sự đe dọa cho đời sống hàng ngày của người dân của chúng ta. Và khi mà người dân nói lên cái tiếng nói bảo vệ môi trường thì chính phủ đàn áp một cách rất là dã man, và đó là lý do đã dấy lên một làn sóng nổi dậy của người dân, và đặc biệt là với cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta cũng rất là quan tâm về cái vấn đề này. Anh Nam, thực sự ra mà nói là ở Việt Nam biểu tình thì xảy ra rất là lâu rồi và có rất là nhiều cuộc biểu tình rồi. Tuy nhiên lần này cuộc biểu tình của người dân nó có rất là nhiều người tham gia và được tổ chức một cách rất là đông, thì anh Nam thấy như thế nào, nó khác với những cái lần biểu tình trước như thế nào? Dạ, thật sự ở Việt Nam hiện giờ gặp cái biểu tình đó đã mấy năm rồi. Dạ. Hầu hết trước đây là mình biết là những người dân oan bị mất đất mất nhà rồi thì họ biểu tình. Cũng sau đó thì có một số là gia đình con cái hoặc là chồng con bị bắt bớ hoặc là bị chết oan, thành thử họ biểu tình, nhưng mà cái số lượng rất là nhỏ, vài chục vài trăm người, thật sự là nó không có đáng kể bao nhiêu. Nhưng mà cái thời sự right now, ngay bây giờ thì nó rất là nóng bỏng, là bởi vì nó ảnh hưởng đến mỗi đời sống cá nhân của mỗi người mình. Bởi vì cá chết và nguồn nước bị như vậy, rồi ở đồng bằng sông Cửu Long cũng bị ngập mặn, thành thử ra là nó ảnh hưởng hết tất cả mọi tầng lớp, từ giàu nghèo, già trẻ lớn bé, thành thử ra đó là gần như là tất cả mọi người có một cái mẫu số chung. Khi mà họ bước xuống đường thì họ thấy được cái nguyện vọng của họ, cái đòi hỏi của họ, khi mà cần nhà nước phải rõ ràng cho những cái thông tin cho mọi người được biết, để người ta có cái sự quan tâm, giống như là người ta an tâm. Nhưng mà chính quyền cộng sản thì không có thấy được cái điều đó, họ không có đặt dân lên trên hết, thành thử ra họ vẫn tiếp tục bưng bít thông tin, tiếp tục đàn áp, mà càng đàn áp như vậy lại càng làm cho người dân mình có phản kháng. Có một điều Vân Anh thấy rằng, không biết là anh Nam với Mỹ Khanh có thấy không, là người Việt của chúng ta ở hải ngoại trong những ngày qua cũng rất là quan tâm, và lòng của chúng ta cũng phải nói là dâng cao và cùng hướng về với đồng bào của chúng ta tại trong nước, phải không anh Nam? Dạ, đúng vậy. Là thì như hồi nào bây giờ Khanh và xã Nam là không có lo chuyện
con cái gia đình rồi là cơm nước rồi, chứ ít khi nào quan tâm đến chuyện chính trị. Nhưng mà gần đây qua những cái này thì Suy lại là người theo dõi internet rất là quan tâm, mà mình cũng không ngờ, mà cũng như chiều nay thì cũng có một đứa em gái cũng quen biết rất là thân với lại gia đình mình, thì Suy không ngờ hồi nào giờ lên Facebook là chụp hình rồi vui chơi, không ngờ Suy bày tỏ cái tư quan tưởng điểm, cái tình cảm của mình dành cho đồng bào miền Trung của mình. Suy nói rất là tội, những người sống ở Sài Gòn không biết được cái sự khổ cực của người dân miền Trung như thế nào đâu. Nó thành thử ra nếu mà ai cũng im lặng thì ai sẽ lo cho dân mình. Đó là thành thử là bây giờ mình thấy rõ là tất cả mọi tầng lớp, hồi trước là có thể nói là hơi thờ ơ một chút xíu với lại những cái sự việc xảy ra xung quanh của mình, nhưng mà cái chuyện cá chết, nguồn nước bị độc, đồng bào mình ở Việt Nam đang phải đối chọi để mà cố gắng để sống sót từng sống ngày còn, dạ. thì ai cũng quan tâm hết, mà điều đó thì cũng đánh dấu một cái sự gần đến của cái sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Mỹ Khanh và anh Ngô Thanh Nam, trở lại với các cuộc biểu tình ở Việt Nam của chúng ta và với cái sự đàn áp của chính quyền, đôi khi chúng ta thấy là một cái sự đàn áp nó rất là vô lý, phải không anh? Yeah. Những người họ biểu tình, hội dân biểu tình chỉ nói lên cái quan điểm để bảo vệ môi trường, và cái môi trường đó có sự sống của gia đình họ, của con cháu họ thì cũng là sự sống của chính quyền, nhưng mà họ lại đàn áp cách rất là vô lý. Thì Vân Anh được biết là trong thời gian vừa qua vì cái sự đàn áp đó, và quý vị còn nhớ cách đây 1-2 tuần thì đã có một cái bức hình của một người mẹ mà bế đứa con và đi biểu tình và bị đàn áp, và cái bức hình đó đã đánh động lương tâm của người Việt của chúng ta khắp nơi trên thế giới. Và thưa quý vị, cũng chính bức hình đó đã có sự ra đời của bài hát mới nhất của nhạc sĩ Ngô Thanh Nam, và đã được sự đón nhận rất là nồng nhiệt trong một tuần lễ. Mời anh Nam nói về nhạc phẩm này, sự ra đời. Dạ, thì ngay cái ngày lễ mẫu thân, thì khi Nam Mother's đi Day, phải không dạ, anh? Mother's Day, yeah. ngày lễ mẹ đó, thì khi mà Nam đi nhà thờ về rồi xong cái phải qua bên gia đình Minh Khanh cũng có làm một cái tiệc cho mẹ bên đó, thì về đến nhà thì cũng đã tối, cũng 7-8 giờ rồi, thì mới đọc được cái post của người bạn là Lê Tạo, thì he post cái bài thơ Người Mẹ Trẻ Xuống Đường. Thì sau đó thì có một người bạn khác cũng lên là ai muốn Nam phổ nhạc bài này, thì đồng ý thì click like. Thành thử ra là trong vòng hình như là trong vòng 15 phút nửa tiếng vậy, mấy chục cái like. Thật tình thì cái bài thơ nó cũng đánh động đến cái tâm tư của mình, đúng không? Mà cũng thấy các anh chị là có cái sự khuyến khích như vậy, thì Nam nghĩ dân thì mình cũng không có làm gì được hết, mà ngay cái đây có sẵn cái bài thơ này thì mình ráng mình thử phổ cái bài thơ này của Tạo. Thì ngay cái lúc mà Nam phổ cái bài đó thì Khanh mà xã Nam ngồi kế bên, mỗi câu được câu này hay không, gò cái nốt nhạc hay sao, rồi gò cái câu chữ như sao, thì Khanh ngồi kế bên. Để sau khi mà Nam đặt xong cái bài này thì cũng bao lâu này cũng lẹ. Mấy giờ anh, lúc đó là mấy giờ anh? Khoảng 8-9 giờ tối. Dạ. Yeah. Lúc đó có Khanh ngồi kế bên thì khoảng năm đặt bao lâu? Khoảng 30 tới 45 phút. Yeah. Khoảng 45 phút. Đó. Thì năm là 45 phút là xong cái bài nhạc. Cũng rất là lẹ, nó cũng cái duyên cái bài nhạc trước của Tạo là Sợi Tóc Ai á, Nam cũng đặt cũng trong vòng 45 phút. Với Tạo thì đây là cái duyên. Anh hai anh em mình có nhau 20 mấy năm về trước thì đã phổ một bài của Tạo, thì bây giờ thì thêm một bài Người Mẹ Trẻ Xuống Đường thì mình cũng phổ cái bài này. Nhưng mà cái điều mình không ngờ mà là sau khi ngay tối năm đó Nam post lên á, thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ là cô Hoàng Mỹ Nguyên ở bên kia là đã nghe được bài này. Wow. Dạ, cô cũng có nói là cô nghe bài này cả đêm. Dạ. Dạ, cô nghe bài này cả đêm, mỗi lần nghe khóc quá mà không dám coi hình. Cũng như là cái số lượng
người nghe là trong vòng một tuần là hơn 10.000. Yeah. Và người nghe ở trong nước rất là đông anh. Dạ, yeah. Vâng. Yeah. Vâng, và cái điều đó để thấy rằng đồng bào người Việt của chúng ta ở hải ngoại rất là quan tâm với đồng bào ruột thịt của chúng ta tại quê nhà. Và thưa quý vị, nhạc phẩm Người Mẹ Trẻ Xuống Đường với sự hợp tác của tất cả những người nhà thơ, nhạc sĩ phổ nhạc cũng như là ca sĩ để hát đều là cư dân của thành phố San Diego. Thưa quý vị, thơ do anh Lê tạo làm trong một cái khoảnh khắc rất là xúc động khi là xem hình người mẹ trẻ bị đàn áp tại Việt Nam. Và sau đó thì nhạc sĩ Ngô Thanh Nam đã phổ nhạc. Và quý vị biết ai hát không quý vị? Thưa quý vị, đó là chị Mỹ Khanh, chị là vợ của nhạc sĩ Ngô Thanh Nam. Và không gì bằng, mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Nhạc sĩ Ngô Thanh Nam sẽ đệm đàn cho chị Mỹ Khanh hát bài Người Mẹ Trẻ Xuống Đường, thơ Lê Tạo, nhạc Ngô Thanh Nam. Nền đầm
người mẹ ngã xuống đường. Trả biển xanh cho tôi, trả biển xanh cho dân, vì tuổi thơ con tôi, vì tuổi xuân con anh, hay vì một dân tộc đứng trước nạn diệt vong. Trả biển xanh cho tôi, trả biển xanh cho dân, vì Việt Nam tương lai, mẹ Việt Nam đau thương, vết máu nào trên mặt lăng tròn một lời kinh. Trả biển xanh cho tôi, trả biển xanh cho dân, vì Việt Nam tương lai, mẹ Việt Nam đau thương, vết máu nào trên mặt lăng tròn một lời kinh. Cảm ơn nhạc sĩ Ngô Thanh Nam, cảm ơn chị Mỹ Khanh rất là nhiều. Tiếng hát của chị rất là xúc động để chuyên chở cái nhạc phẩm này đến cho quý thính giả ở khắp nơi. Một lần nữa cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn nhạc sĩ Ngô Thanh Nam, cảm ơn chị Mỹ Khanh. Và xin thân ái chào tạm biệt. Xin chào quý vị.